kỹ ta. Mới hôm qua còn họp được mà ta. Hôm qua bình thường, hôm nay tự nhiên kỳ vậy. Camera này. Chứ phải đem đi bảo hành thôi. Để coi trung tâm bảo hành của Acer, dịch vụ bảo hành 3S1, trung tâm bảo hành thành phố Hồ Chí Minh 585585. Rồi ok. Hiện tại thì cái camera của chiếc laptop mình nó bị một cái lỗi gì đó, nó không lên được nữa, cho nên là bây giờ mình sẽ mang máy đến trung tâm bảo hành của Acer. Và mình cũng có biết được cái chính sách bảo hành 3S1 của Acer dành cho những cái chiếc máy gaming, chẳng hạn như là Nitro 5 mà mình đang dùng nè. Cho nên bây giờ mình sẵn tiện thì mình cũng sẽ thử xem cái dịch vụ bảo hành 3S1 của Acer có cái gì đặc biệt hay không, và những cái quy trình của nó như thế nào. Đi cùng mình nha. Dạ, chào chị ạ. Mời chị ngồi. Mình cần hỗ trợ gì ạ? Dạ, em đi kiểm tra cái máy Acer Nitro 5 của em á. Dạ, dạ. Chị cho em mượn máy ạ. Máy này ạ? Dạ. Cái này là em đang họp á, xong rồi cái webcam em bật không có lên nữa. Dạ, dạ. Tình trạng máy của mình là webcam bật không lên ha. Dạ. Trường hợp này máy có dữ liệu, chị vui lòng cân nhắc sao chép dữ liệu ra ngoài giùm em, vì khi tiếp nhận máy bên em có thể sẽ can thiệp vào chương trình phần mềm và có thể là xóa hết dữ liệu trong máy. Thì không biết là máy này có dữ liệu nào mà mình cần muốn giữ lại không ạ? Dạ em sao chép rồi, không sao rồi. Dạ rồi. Hiện nay máy của chị là có RAM 16GB ha, ổ cứng SSD 512 nha, có hình chuẩn của máy ha. Dạ. Máy này em sẽ đưa cho kỹ thuật kiểm tra sơ qua trước, nếu như trường hợp có thể hỗ trợ được điện cho mình, bên em sẽ báo với chị nha. Dạ rồi. Vậy là bây giờ em ngồi đây đợi đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ, mình có thể ra ngoài bàn tròn ngồi đợi uống nước trong đây chút xíu nha. Dạ, cảm ơn. Ở đây có một cái ghế rất là đã và thấy nó khá là ngầu, cho nên mình sẽ lên đây để trải nghiệm thử xem như thế nào trong quá trình chờ đợi máy nha. Cái ghế nó có tên là Thanos Gaming, được đặt ở trung tâm bảo hành để cho bạn nào hứng thú thì sẽ lên đây để trải nghiệm toàn bộ dàn máy rất là ngầu, thì đâu đó khoảng 500 triệu. Thí dụ nha, ở đây mình có thể điều khiển được cái bàn để chân của mình nè, sau đó cho nó thoải mái nhất. Mình chơi game mình cảm thấy mệt mỏi thì mình có thể ngã cái ghế ra. Mình nghĩ là các bạn đến đây thì nên thử cái này, nó khá là thú vị luôn. A few minutes later. Bây giờ là hơn 9 giờ rưỡi, thì sau khoảng 10-15 phút mà trung tâm bảo hành nhận máy của mình á, mình đã nhận được một cái tin nhắn thông báo cho mình biết về cái số mã bảo hành. Khi mà nhận được cái tin nhắn này nè, thì thời gian bảo hành 72 giờ mới chính thức được bắt đầu nha. Dạ chị ơi, mời chị ạ. Dạ rồi, bên em xin phép tiếp nhận lại để em tiếp tục có thể kiểm tra kỹ hơn và có phương án hỗ trợ mình dứt điểm phần lỗi máy nha. Dạ. Thời gian bên em tiếp nhận máy thông thường là trong 72 tiếng làm việc, xong sớm và báo sớm cho mình ha. Dạ rồi, chị vui lòng kiểm tra lại giùm em thông tin của chị ở đây, thông tin về lỗi máy ở đây. Sau khi kiểm tra xong thì ký tên lên giùm em là được ạ. Chị vui lòng giữ lại một tờ giúp em ha. Khi nào có tin nhắn báo máy đã được hoàn thành, chị vui lòng cầm tờ giấy này quay lại đây để có thể tiếp nhận lại máy nha chị nha. Trong 72 tiếng bên em sẽ hoàn thành thông báo cho chị và có tin nhắn báo tất cả thời gian cho chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn. Later. Hiện tại bây giờ là hơn 3 giờ rưỡi và mình đã nhận được cái tin nhắn hoàn thành bảo hành từ Acer và họ thông báo là mình đã có thể đến để nhận máy. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi đến đó để lấy máy trong ngày hôm nay luôn. Dạ, chào chị. Mình đến đây lấy máy đúng không ạ? Dạ, em đến lấy máy ạ. Rồi, cho em mượn. Dạ rồi, em gửi cho chị lấy máy. Chị kiểm tra qua đường em ạ. Máy này của chị bên em hỗ trợ làm lại chương trình phần mềm chị ha. Cái chương trình Windows của mình bị lỗi nên bên em hỗ trợ cài lại chương trình cho mình và mất hết dữ liệu trong máy rồi ạ. Chị kiểm tra giùm em bằng webcam nha. Máy của mình ổn mà đúng không ạ? Dạ, hoạt động lại bình thường rồi chị. Dạ, rồi. Chị có thể nhận máy về nha. Chị vui lòng cho em xin một chữ ký trong ô đỏ để xác nhận nó nhận lại máy nha. Dạ rồi, của mình là xong rồi ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là em thấy là cái thời gian bảo hành của mình là tới 72 giờ lận. Nhưng mà trong ngày hôm nay em đã nhận được tin nhắn và nhận được luôn máy đó, thì làm sao mà nó nhanh tới như vậy ạ? Dạ rồi, máy này của chị là dòng máy gaming. Thông thường ở bên Acer có một chính sách, đó là máy sách 3S1 để dành cho những dòng máy gaming và những dòng máy Switch. Chính sách 3S1 có nghĩa là
khi chị đến gửi máy ở hãng Acer, máy sẽ được giữ trong 72 tiếng và hoàn thành lỗi máy của mình. Trường hợp nếu như mà quá 72 tiếng mà không hoàn thành lỗi, bên hãng sẽ có chính sách là 1 đổi 1 cho chị nha chị ha. Rồi giờ em mới hiểu được cái chính sách 3S1 đó là như thế nào. Nghĩa là nó rất là tiện cho người dùng luôn. Cảm ơn chị. Mình vừa bảo hành xong chiếc laptop Nitro 5 của mình, cũng như là mình đã trải nghiệm được dịch vụ bảo hành 3S1 của Acer. Nói tóm lại thì bây giờ mình mới biết là dịch vụ bảo hành 3S1 nó là cái gì. Nó chính là một cái chính sách bảo hành của Acer dành cho những cái dòng sản phẩm gaming của hãng. Ví dụ như là laptop gaming này ha. Cái danh sách thì sẽ có ở trên website của hãng á. Cái hay của chính sách bảo hành này nó nằm ở chỗ là duy nhất ở Việt Nam, những người dùng sản phẩm cao cấp của Acer sẽ được kiểm tra máy, bảo hành và gửi trả lại trong vòng 3 ngày, tức là 72 giờ. Và tùy theo mức độ lỗi của từng cái thiết bị mà chúng ta có thể nhận máy về trong thời gian sớm hơn. Ví dụ như mình nè, thì mình chỉ sửa máy trong vòng có 1 ngày thôi, tức là trong vòng 24 giờ là mình đã nhận được máy này rồi. Và một cái điểm đặc biệt là nếu như mà hãng không hoàn thành được bảo hành trong vòng 3 ngày, thì hãng sẽ đổi lại cho mình một cái sản phẩm mới tương tự, tức là một đổi một cho mình. Thì điều này khiến cho bản thân người dùng cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng những cái sản phẩm đến từ Acer, đặc biệt là những cái sản phẩm cao cấp cũng như là dịch vụ bảo hành của họ, khiến cho mình cảm thấy là rất là ok khi mà mình bảo hành, mình nhận máy được trong cái thời gian nhanh chóng để tiếp tục có máy để sử dụng cho những cái công việc tiếp theo của mình.